Bảo mẫu 22 tuổi dẹp chồng chủ nhà, ly kỳ 27 phần, dân mạng Việt choáng váng. Cư dân mạng Việt đang không ngừng xôn xao trước loạt series drama bảo mẫu giật chồng của một tiktoker người Việt, ly kỳ 27 phần ai cũng hóng. Loạt video triệu view phốt này đang làm rúng động netizen. Thời gian gần đây, cộng đồng mạng đang lan truyền những clip kể chuyện của một tài khoản tiktok tên B là người Việt đang sống ở Canada. Cô bắt đầu lập tài khoản và đăng clip từ ngày 28 tháng 3 vừa qua. Tính đến hiện tại, chiều ngày 11 tháng 4, chưa đầy nửa tháng, nhưng lượng người theo dõi tài khoản này đã tăng từ con số 0 đến hơn 100.000 và vẫn đang trên đà tăng. Tại đây, B kể drama giật chồng xảy ra trong gia đình mình với các nhân vật chính là người vợ, em gái B tạm gọi là T, người chồng, chồng của T và cô bảo mẫu tạm gọi là L. Và dù không phải nhân vật chính nhưng cô cũng đã làm đến 27 clip kể lại chi tiết, lớp lang về sự việc, trong đó có những clip nhanh chóng đạt triệu view. Câu chuyện được tóm tắt như sau: cô bảo mẫu sinh năm 2002, cả trường cấp 3 lẫn đại học, từng theo học đều rất nổi tiếng ở Hà Nội. Cô nhận được học bổng của một trường ở Canada và đã học được 2 năm. Tháng 11 năm 2023, cô trở thành bảo mẫu cho gia đình B, có nhiệm vụ đón các bé sau khi tan học và trông đến tối khi bố mẹ đi làm về. Thời gian đầu, L ăn mặc rất giản dị và kín đáo, trông sóc các bé tốt nên nhận được sự tin tưởng. Đến một lần, người vợ về nhà mà không báo trước, cô phát hiện có người đang ở nhà cùng với chồng mình, nhưng anh này chối bay chối biến. Sau khi có thêm những chi tiết mờ ám khác, chị em B sang nhà hàng xóm nhờ trích xuất camera thì nhận ra người đó là cô bảo mẫu. Cuối cùng, gia đình quyết định cho L nghỉ việc. Theo lời kể, gia đình B đối xử rất tốt với cô bảo mẫu này. Sinh nhật thì rủ đi chơi và tặng quà, thường xuyên gọi đến nhà ăn tối. Tuy nhiên, cô bảo mẫu lại nói với người chồng rằng hai chị em B sống hơi tệ. Ngoài ra, trong thời gian mập mờ và hẹn hò, cô bảo mẫu cũng thường xuyên đề cập đến chuyện tài sản của chồng T. Thậm chí còn nói bóng nói gió về chuyện mua nhà hay tương lai chung khi cả hai kết hôn. Cuối cùng, theo nhiều bằng chứng, cô bảo mẫu và người chồng thừa nhận có quan hệ tình cảm. Cô bảo mẫu này chủ động gọi điện xin lỗi và hứa sẽ chấm dứt, nhưng vẫn tiếp tục có hành động níu kéo. Ngoài ra, cô bảo mẫu cũng viết đơn đồng thuận đàm phán, thừa nhận mối quan hệ trên giấy trắng mực đen. Về phía vợ chồng T, nhà chồng cũng tổ chức một cuộc họp gia đình để nói chuyện. Theo chia sẻ của người chồng, anh này đã thực sự biết lỗi và hối hận, quyết định dừng lại, nhưng cô bảo mẫu vẫn cố níu kéo, nhắn tin và gọi điện mỗi ngày. Trong khi đó, người vợ muốn ly hôn, tài sản chia theo luật pháp và cô được nuôi con toàn thời gian. Hai vợ chồng vẫn ở chung một khu gần nhau nhưng khác nhà. Bố có thể đến thăm con nhưng điều kiện duy nhất là không có bất cứ quan hệ nào với bảo mẫu kia. Lý giải về chuyện lập kênh TikTok để phốt B cho biết mình từng có bài đăng trên Facebook nhưng vì các lý do khách quan và chủ quan nên phải xóa đi. Sau đó, nhân vật bảo mẫu vẫn không có dấu hiệu thay đổi, có những hành động nguy hại cả về tinh thần, vật chất, tài sản, con cái của em gái mình nên cô quyết định tuyên chiến đến cùng để bảo vệ. Với loạt clip của B, cư dân mạng dành sự chú ý là việc quá trình tìm kiếm bằng chứng của chị em B và T ly kỳ như phim trinh thám. Có người cho biết mình dành hơn 3 tiếng đồng hồ chỉ để coi toàn bộ hàng chục clip. Có người lại tiết lộ dù buồn ngủ đến mức vừa xem vừa ngủ gật nhưng vẫn theo dõi sát sao, và rất nhiều người dục dã vì muốn xem phần tiếp theo.